Sáng nay, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục xác minh lấy lời khai 17 người tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 12, từ tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra tại một căn chòi trên cánh đồng vắng thuộc ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú và bắt quả tang 17 phụ nữ đang đánh bạc. Tại hiện trường, Công an thu giữ 98 bộ bài tây, 10 xe máy, 12 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mỗi ván ăn thua từ 50.000 đến 100.000 đồng. Được biết, địa điểm này đã tồn tại gần một năm nay. Thưa quý vị, hôm nay Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Bình, 44 tuổi, ngụ ở xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi uống rượu, Bình và Trần Quang Liêu, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, đến một quán pizza ở thị trấn Vũng Liêm để chơi. Tại đây, Bình đòi Liêu phải chấp 10 điểm, nhưng Liêu không đồng ý và xảy ra cự cãi. Bực tức vì bị Liêu dùng lời lẽ thô tục, Bình đi đến nhà người quen gần đó, lấy con dao bỏ vào túi quần và quay lại tìm Liêu. Khi gặp nhau, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi. Bình liền lấy con dao đâm nhiều nhát, làm Liêu bị đứt tụy, tràn dịch màng phổi với tỷ lệ thương tích là 48%. Sáng nay, dưới gầm cầu vượt Sóng Thần thuộc địa bàn phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn làm một nữ sinh tử vong. Nạn nhân là em Nguyễn Ngọc Nhã Quyên, 16 tuổi, ngụ quận Thủ Đức. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng nay, xe tải biển số 50LD10269 chạy trên đại lộ Độc Lập để ra cầu vượt Sóng Thần. Khi tài xế đang ôm cua dưới gầm cầu vượt thì xảy ra va chạm với xe máy do em Quyên điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm cho nạn nhân và xe máy ngã xuống đường, bị xe tải ủi đi một đoạn và bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau tai nạn, tài xế đã lùi xe cán qua nạn nhân thêm một lần nữa, rồi sau đó xuống xe rời khỏi hiện trường. Ảnh hưởng của vụ tai nạn làm cho giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Được biết, em Quyên học lớp 10 tại một trường ở quận Thủ Đức, sáng nay đang trên đường đi học thì gặp nạn. Thưa quý vị, đến sáng ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ vụ cháy xưởng sản xuất chế biến hạt điều của công ty Ngọc Điệp ở phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, một số người dân sống trên địa bàn phường Sơn Giang phát hiện lửa phát ra từ xưởng sản xuất chế biến hạt điều của công ty Ngọc Điệp. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, khu vực sản xuất chứa nhiều nhân hạt điều bao bố là những vật liệu dễ bắt lửa nên đến gần 0 giờ sáng, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. May mắn, thời điểm xảy ra cháy là đêm khuya, không có ai trong khu vực xưởng sản xuất nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy cũng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn xưởng sản xuất và chế biến hạt điều của công ty Ngọc Điệp, ước thiệt hại nặng nề. Thưa quý vị, càng gần cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao và các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái cũng càng gia tăng. Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn chai mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở sản xuất không phép. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, nhận được tin báo từ người dân trên địa bàn khóm Đồng Thịnh 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, có một cơ sở đang hoạt động sản xuất mỹ phẩm có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bất ngờ kiểm tra cơ sở và phát hiện nhiều người đang sản xuất mỹ phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng ngàn chai mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hơn 20 thùng hóa chất dùng để chế biến mỹ phẩm, thiết bị máy móc dùng để sản xuất và nhiều bao bì dùng để đóng gói. Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên. Được biết, cơ sở này hoạt động từ năm 2017 đến nay. Chỉ trong một ngày, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh An Giang liên tục bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới, tang vật thu giữ gồm 3 tấn đường và 14 con heo có trọng lượng khoảng 840 kg, tổng giá trị hàng hóa thu giữ hàng trăm triệu đồng. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 12, tại khu vực bến đò Đồng Kỳ thuộc xã Quốc Thái, huyện An Phú, lực lượng chống buôn lậu đồn biên phòng Phú Hữu bắt quả tang xe ô tô do Hà Trọng Nghĩa, 40 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc điều khiển. Trên xe có chở 60 bao đường cát không nhãn mác, tổng trọng lượng 3 tấn. Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông bắt quả tang hai phương tiện thủy do Nguyễn Thị Hồng, 33 tuổi và Lê Văn Tuấn, 18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia điều khiển, có chở 10 con heo, có tổng trọng lượng khoảng 600 kg từ Campuchia vào Việt Nam. Tiếp đó, đồn biên phòng Nhân Hội bắt quả tang một phương tiện thủy vận chuyển 4 con heo, có trọng lượng khoảng 240 kg qua biên giới. Tại thời điểm kiểm tra cả 3 vụ việc trên, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
lực lượng biên phòng lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện và tang vật, đồng thời phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức tiêu hủy số heo bị bắt giữ.